Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vận động viên Nguyễn Văn Dương Thế Thị thắt lưng màu đỏ, gặp vận động viên Nguyễn Như Đạt Văn Dương thắt lưng màu xanh dưới sự điều khiển của trọng tài Hoàng Thế Nghĩa. Trọng tài chuẩn bị hai với chuẩn bị lễ trận đại bắt đầu. Chúng ta chuẩn bị hai quý vị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Sau trận thi đấu này sẽ trận đấu giữa Nguyễn Thành Công gặp Trần Duy Thăng, Vũ Thành Trung gặp Phạm Văn Tuyến. Xin mời các bên chúng ta công tác chuẩn bị. Xin mời bên trở về giữa sân đấu. Tiếp đấu. Xin mời bên trở về đây đứng. Tiếp một đấu. Chúng tôi xin công bố kết quả ở 2 phút 59 giây hiệp nhất, vận động viên Nguyễn Văn Dương Thế Thị thắng tuyệt đối. Trận tiếp theo, Nguyễn Thành Công gặp Trần Chí Thăng, đây là giải dành cho trai làng Vĩnh Hy.